chuột, tí mèo gì nữa nè, tùm lum á, cái đồng bằng là nhiều lắm. Cô nhớ mà. Thế là thấy Đại Nam đẹp ghê chưa? Ở đây mà buổi tối mình check in á, đẹp lắm. Đèn lên rồi, chút đẹp lắm. Đúng rồi. Vậy mà cô đóng cửa ngày Tết đó, cô đâu có ham tiền đâu. Nếu mà ham tiền thì cô đã mở cửa, cô biết bao nhiêu tiền chưa mở. Khán giả coi đông không? Không. Dạ đang quay. Quay cho hình ảnh nó đẹp. Ra bên sau. Đó mình đi băng qua mấy chỗ thờ tự luôn đấy. Năm nay là coi như mấy anh em YouTuber là tha hồ có việc làm. Cô lên một cái là đầy việc làm. Em lại đây an toàn chứ lại đồng dao nguy hiểm quá. Mỗi lần đồng dao quay chỉ chút xíu mà 28.000 người coi mà người ta nói trời ơi trời. Cô đẹp lắm. Mới lên mới lên luôn có 40 ngày mà đăng có 28.000 người coi. Thắng này, thắng này, thắng này. Rồi, đi về đi em. YouTuber là tha hồ và có việc làm vui nữa. Trời. Đi vậy nó mới thú vị chứ. Một ngày đi 10 lần là giảm cân. Hải là người có showbiz mà đi sao quá trời qua quá trời. Sao sao ông Đàm Vĩnh Hưng ông xuống có hai ông kệ kè vô. Ôi chồng lắm mày ta. Bữa thằng Đàm Vĩnh Hưng xuống là 20 sàn nó bao giấy. Bốn người. Ở bên kia nữa. Cũng quay viên rồi, có 4 người thôi. Cái này khó quá. Cái này hơn sao châu Á nha bà con. Sao châu Á không làm bằng đâu bà con à. Mình tin nổi luôn à. Cái này gọi là nên là cái này mình gọi là nên Đàm Vĩnh Hưng đây coi nghe bạn cũng thôi. Đây. Mình làm một cái chính như thế này. Giống như mọi người nào hầm mặc áo của hàng cứ đi vô quán này kia là của hàng mãi đỉnh. Bây giờ hôm nào á fan của Đàm Vĩnh Hưng hay fan của Hoài Linh á in áo hình lên xong mới đi ra được á. Hoài Linh mãi đỉnh, Đàm Vĩnh Hưng mãi đỉnh và phản ứng của dân chúng làm sao nha. Đại Nam có kim kim cương sáng giá này. Cô hàng mãi đỉnh. Thôi đỉnh mãi đi. Đỉnh mãi mới đúng. Cô hàng đỉnh mãi. Cá hồi nước thôi. Làm gì không được chết rồi. Rồi đánh mày bự nhưng mà mày giỏi đánh hồ á chứ lấy em bự chuột luôn. Rồi sắp giải ra quần rồi cái bữa đó luôn. Bên nhà bố nó mặc đưa về nè. Xíu con à lắng chân. Bữa lão bánh trống mà vậy là em chính nghĩa là Hà Nội hết tha hồ mà quậy tưng luôn. Bây giờ chị mạnh mà viết lên cái tab là bà sạch. Đây đây đây, đừng có ai dùng cái đi.
anh định bây giờ đang phá chúng em tàu chi hết chứ chị. Vậy là bảo vệ được chưa? Con đây cái tiền này của hàng mời nha cả nhà, cũng hơn chục bàn đó cả nhà, nhiều người ai đến đi chùa là cô hàng mời hết á, hôm nay đi chùa biến ở Đại Nam là cô hàng mời hết nha cả nhà. Ở phía bên này nữa, thường á nó lỡ hùng 1-2 tháng là chạy rồi, nhưng mà bình thường á là hù là mình sợ rồi. Nói thật á, mình chơi chính nghĩa trước, mình chơi chính nghĩa trước rồi xong rồi á, bây giờ bắt đầu quay qua mình sẽ chơi với nó. Mình phụ nữ mà không để chú vô cái đã, chú vô rồi mọi người chờ. Có lưu rồi kìa, fan của Hàng nữa. Có lưu sướng hả? Có lưu tên Đại á, tên tôi luôn á, tên Đại á. Nhưng mà sao quay qua được đây vậy? Kìa. Mà sao quay qua được hả? Hả? Sao quay qua được hay vậy? Cái gì? Sao quay qua được hay vậy? Rồi. Nghe không? Nghe thiệt luôn. Có trong máy đó. Tôi quý tụi. Trước cái đám mà đúng không? Thì mới dậy. Đây là một trong những cái tôi mà không ai dám nói tôi. Nhưng tôi đã hứa rồi, tôi đi Hà Nội về là tôi sẽ đi kiếm cho bác Thành. Tôi sẽ đi kiếm tất cả những con người đã tôi đối đầu một lần bằng chính tôi, không ai khác cả. Tôi tán cho nó để cho tôi nói tiếp. Đi luôn đi. Bắc Ninh, cái vé vô Bắc Ninh cho người sống, hoặc ở đó, hoặc ở Bắc Ninh đó. Chứ không phải...